ốc đắng lơ làng gây nhịp cầu yêu mới bước vào. Xin chào tất cả các bác và anh em. Chung kênh audio lên sóng giới thiệu test bán với các bác và anh em một cặp loa giá rất bình dân của hãng Onkyo. Cặp loa này thì sẽ thiên nhiều về chất âm lời các bác nhé. Anh em nào muốn tăng thêm cái giải lời cho cái dàn âm thanh của mình nghe nhạc nó rõ ràng hay hơn, chi tiết sáng rõ hơn thì các bác có thể tham khảo cái cặp loa này của Chung Kiên Audio. Cặp này model của nó là DSX7 đó. Với hình thức của loa bãi về còn khá là đẹp và với giá thành rất là rẻ. Cặp này thì Chung Kiên Audio bán giao lưu với các bác giá tỷ chỉ 800.000, miễn phí ship toàn quốc các bác nhé. Các bác chú ý anh em nếu mà chốt cặp này thì các bác xem hết video test giúp em để em nói rõ cái chính sách bán hàng của em các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ test sơ một đoạn nhạc để anh em nghe qua cái chất âm nó trước đã nhé. Sau đó thì anh em mình sẽ tiếp tục theo dõi cái phần tiếp theo ở trong cái nội dung video này. Mà sao khóc thương một mình, ốc đang chờ ai, sao ra bên đời ngó mong, mà bò dọc bò ngang bởi ai, đành tâm phù phàng, ốc đang lơ làng gây nhịp cầu yêu, mới bước vào yêu. Mà sao vương bao nỗi sầu, mới bước vào yêu sao mang khổ lụy bấy nhiêu. Người ta quên ốc đắng, bỏ quên cái câu ân tình, quên cái câu chung tình, để mình ốc đắng hoành thôi. Mình test đến đây thôi các bác nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành đo kích thước của cặp loa. Chiều cao của loa nó khoảng độ 27, chiều cao 27. Chiều sâu của cặp loa nó rơi khoảng độ 24. Chiều rộng của cặp loa 15,5. Loa bát đo hết vành 13 cm. Rồi em sẽ quay hình thức của loa. Hình thức tổng thể như em nói về ở phần đầu video là tương đối là ok. Đấy, xước sát có nhưng không đáng kể anh em nhé. Về cơ bản tổng thể là loa đẹp. Đó. Check dom. Onkyo thì con nạo không phải giới thiệu nhiều nữa, bát check đều từ kép cả. Của bát thì con nạo được bọc chống nhiễu hết. Đó là một cái đặc điểm của Onkyo. Onkyo được phân vào cái loa phân khúc hạng A, tức là các cái loa bookshelf giá rẻ mà nó thiết kế rất là hầm hố luôn. Như những cái dòng loa cực kỳ đắt tiền luôn. Trong các dòng loa cỏ như là Onkyo, Đoàn Đông rồi thì Sony vân vân, Aiwa rồi thì Victor, Kenwood thì Onkyo được đánh giá là một cái thương hiệu khá là cao cấp. Đa số các cái sản phẩm Onkyo đề giá đều rất là cao so với các cái sản phẩm khác. Rồi đấy, hình thức loa vừa mới quay để càng nữa đây các bác nhé. Đấy, căng đây. Đấy, như em đã nói ban đầu thì cái loa này thì nó thiên nhiều về chất âm, giải trung âm nhiều, tiếng tốt, sáng rõ. Đấy. Thì anh em nào cần cái giải trung âm để bổ trợ cho cái dàn âm thanh của mình, hoặc mình chuyên nghe những dòng nhạc nhẹ như vừa rồi thì các bác có thể tham khảo mẫu này nhé. Đấy, còn ngay sau clip này thì em sẽ lên hai cặp này. Hai cặp này thì một cặp của Đơn Đông ở phía dưới và cặp Onkyo ở phía trên. Hai cặp này thì sẽ thiên nhiều về chất âm bass các bác nhé. Đấy. Tuy nhiên thì giá thành của hai cặp này cũng khá là mắc. Đấy, như cặp này nó sẽ khoảng gần gấp đôi cặp X7 này. Đấy, còn cặp Đời Đông này thì nó phải cỡ khoảng 1,2 triệu. Đấy, còn cặp này em bán 800.000 các bác nhé.
Đấy, 800.000 anh em chuyển đủ em miễn phí ship toàn quốc. Đấy, còn các bác chuyển cọc thì cứ cọc trước cho em 200.000 là em gửi hàng. Các bác chuyển cọc thì các bác giả tiền phí ship giúp em nhé. Phí ship nữa loanh quanh khoảng 50.000 thôi. Đấy, còn các bác chuyển đủ em thì em coi như em bớt cái 50.000 đi, em hỗ trợ các bác luôn thì các bác không phải trả tiền phí ship nữa. Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Lúc nãy em quên mất không nói cái thông số cặp này thông số của nó là 140W hai loa trở kháng 6 ohm. Rồi, xin chào các bác và anh em.